Dù thông tin về căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã trở thành câu chuyện thời sự trong nhiều năm qua, song hầu hết chị Thiêu Thị Hồng Thắm cùng mọi người sinh sống ở thành phố Kharkov tại Ukraine không nghĩ một cuộc xung đột như vậy sẽ xảy ra. Trong một ngày đầu tháng 3, chị Thắm đến chợ để kinh doanh như thường ngày thì bất chợt giật mình vì tiếng bom và tiếng súng nổ. Sau 3 ngày đầu cầm cự và nghe ngóng tình hình trong những tầng hầm trú ẩn, hai vợ chồng chị Thắm cùng con trai 9 tuổi đã quyết định di tản sang Ba Lan. Không tư trang, hành lý, vừa di tản vừa giằng xé tư tưởng. Đã có lúc cả gia đình chị kiệt sức vì đói và mệt. Thế nhưng, mọi người đã cùng động viên lẫn nhau và quyết tâm tiếp tục chuyến hành trình chạy loạn với mong ước trở về quê hương. Mẹ con đi ra tàu, xong rồi là đi 24 tiếng, đi sang đến Lvov, xong thì nghỉ một chặng, xong rồi đi lên cửa khẩu Lvov để sang Ba Lan. Khi sang đến Ba Lan thì có thông tin là nhà nước mình cho máy bay sang cứu trợ. Thì mọi người đăng ký qua đại sứ quán, họ sẽ phải xét duyệt là ưu tiên người già và trẻ em. Tất cả những đàn ông là phải ở lại cả đã. Sau khi liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, hai mẹ con chị Thắm may mắn có mặt trên chuyến bay QH9066 từ thủ đô Warsaw, Ba Lan trở về Việt Nam vào sáng ngày 10 tháng 3. Đây là chuyến bay sơ tán nhân đạo thứ hai được chính phủ tổ chức miễn phí đưa 300 công dân Việt Nam tại Ukraine trở về quê hương. Thực sự mà khi bước chân xuống đến hoặc qua máy bay là chị cảm thấy là đã sống rồi. Thì thấy là về, cảm thấy là về quê hương là thật là ấm áp lắm, mà lại cảm thấy hạnh phúc hơn, mà cảm thấy nó bình yên lắm. Chứ kiểu cảm giác bây giờ không sợ chiến tranh nữa. Được nhà nước quan tâm thì thực chất là để cả cháu, hai gia đình về đó lưu không được thì nói chung là gia đình hết đời lo một tí. Thực chất lần đầu thì nó chúng ta hết sức là lắng, bởi vì cả con, cả cháu là 8 người. Mà còn như chuyển đá một cái là hết sức là đó là bởi vì mất mặt lớn quá. Nhưng mà sau khi con ra khỏi lần ở Ukraine rồi thì gia đình hết sức phấn khởi, mừng. Tức là con mình đã sống. Đến giờ phút này thì cha gia đình ông bà phấn khởi thôi. Tất nhiên là trong con một gia đình nữa, nhưng mà dù sao thì chăng nữa đã đưa khai gia đình của con của ông bà về đây thì ông bà rất là phấn khởi. Theo số liệu ban đầu, từ Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã cung cấp, có 195 công dân Hà Tĩnh sinh sống, làm việc, học tập tại Ukraine. Đến thời điểm hiện tại, có 133 người có nguyện vọng về nước, số còn lại đã sang lánh nạn tại các nước láng giềng là Ba Lan, Romania, Moldova. 6 công dân đã về quê an toàn. Tình hình chiến sự phức tạp ở Ukraine, thì phòng đã tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc Sở, các văn bản gửi Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận đề nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguyện vọng, bảo hộ công dân Hà Tĩnh nhằm tạo điều kiện cho mọi công dân có nguyện vọng về nước được về trong thời gian sớm nhất. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ thường xuyên với các phòng liên quan của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán, cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với các đầu mối của Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận lập cái nhóm Zalo liên hệ nhằm trao đổi, tiếp cận thông tin một cách kịp thời nhất, tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ người Hà Tĩnh ở Ukraine về nước được thuận lợi và an toàn.